Ngày thứ hai ở Nha Trang, biển động, gió rất lớn. Mặc dù biển hơi động một chút nhưng mà mình thấy dân địa phương với du khách cũng vẫn đến đây tắm như thường. Cảnh biển Nha Trang ở Việt Nam rất tuyệt vời, lúc nào cũng đẹp. Ở đây mình thấy có mấy cô bé mặc áo màu hồng rất là dễ thương nha. Đây họ trồng những cái loại cây hoa giấy đây, đủ màu sắc hết, từ vàng, hồng đậm, hồng nhạt, hồng phấn. Mình vừa đi dạo phố trên đường Trần Phú thì mình quay những cái hình ảnh vào tháng giêng 2024 cho các bạn xem. Bây giờ hai vợ chồng mình sẽ đi vô khu vực của Hotel Costa. Chào các bạn, rất vui được các bạn trở lại xem kênh Trường Lâm Nguyễn. Thì hôm nay là ngày thứ hai mình ở Nha Trang. Khí hậu hôm nay ở bên đây thì trời bây giờ khoảng 10 giờ sáng, trời rất là xấu. Không biết có mưa hay không, nhưng mà ngược lại cho mọi người xem đây, trời rất là xám xịt nha. Xám xịt mà hy vọng rằng là có gió rất là nhiều, nhưng mà cũng mong rằng là không có mưa, để mọi người còn được đi chơi một cách thoải mái, dễ dàng hơn. Thì chương trình sáng nay của mình thì chưa biết đi đâu cả hết. Thì có hẹn bạn bè đi ra ngoài đúng khu vực họ triển lãm hoa Tết. Rồi sau đó là sẽ đi ăn đi uống. Còn những cái thắng cảnh thì mình để coi trường hợp trời có mưa hay không mưa, rồi mình sẽ đi tham quan. Vậy mời các bạn theo chân Trường Lâm Nguyễn để đi xem những cuộc hành trình mình đi chơi ở Nha Trang như thế nào nha. Hôm nay là ngày thứ hai, tức là bữa ăn sáng đầu tiên ở khách sạn Agnes. Thì nhân tiện đây mình cũng xin giới thiệu cho mọi người bữa ăn sáng ở khách sạn Agnes ở Nha Trang như thế nào. Thì trước hết đây là mình thấy những cái giàn nước đây, uống nước cam, nước dưa hấu, nước chanh với nước lạnh. Sau đó ở đây là mình thấy họ làm mì Quảng. Đây là cái anh này, anh rất là dễ thương, rất là hòa đồng với tất cả các du khách, nói cũng rất nhiều thứ tiếng. Sau đó là cái món opla và omelette. Đây là khu vực những cái nồi nhỏ nhỏ này, nồi cháo trắng này, hai nồi một lúc. Bên đây là thịt gà và lại khoai tây, cà rốt. Kế tiếp đây là mì xào legume, nhưng mà là mì gói. Còn đây đồ hấp heo. Còn đây là khoai lang. Với lại cái món muối ăn với lại xôi gấc có dừa và bắp. Mình thấy bắp nhìn rất là ngon. Đây là bánh bao chiên, nhìn cũng rất là hấp dẫn. Bên đây kế tiếp đó là bò lúc lắc. Món này ăn rất là ngon nha. Sau đó đây là cái món cơm trắng. Rồi món cà tím nướng. Đây có lẽ là cái nước dừa cái gì đó. Còn đây là những cái món dessert. Nói chung ra là bữa ăn cũng rất là đầy đủ, nói là ngon. Dessert ở đây có rất nhiều loại bánh khác nhau nha, mình có thể có nhiều cái lựa chọn. Đây là khu vực bánh mì. Đây là chả lụa, thịt sông khói. Đây cũng là chả lụa. Chắc những cái món chả lụa này dùng ăn chung với lại bánh cuốn. Còn đây là những cái bát gia vị đó, có đầy đủ hết. Có cả đậu phộng nữa. Nói chung là rất là nhiều thứ. Sau đây là những món legume này. Đây là có món gỏi cuốn, rồi dessert thì có cam dây, bánh bột lọc, dưa hấu, có lại thăng long, quýt, ổi. Đây là có ăn muối chấm này, chấm muối để ăn chung với lại trái cây.
đây là có những cái nhãn. Phải nói là ở bữa ăn sáng ở Agnes này á, mình coi như là những cái món ăn ở trong buổi sáng á, thì mình thức dậy rất là đầy đủ luôn, rất là nhiều món nha. Kế bên cái hàng bánh thì ở đây mình thấy về những cái món entrée, những cái món gỏi salad. Mà salad ở đây mình để ý, mình quay, mình thấy ở đây có rất nhiều loại nha. Có dưa leo, ô liu đen, ô liu xanh, rồi cà rốt, hành, rồi mấy trái cung côn, ngon lắm. Nhìn rau củ quả, nói chung là rau củ quả rất là nhiều loại khác nhau. Ai mà thích ăn salad thì có thể đến đây, đó là một lựa chọn rất là tuyệt vời luôn. Mình và mình rất là mê salad. Sáng nay Tì ăn cái món mì Quảng, nhìn rất là hấp dẫn. Ly cà phê sữa. Bà xã mình ăn kèm thêm bắp với lại khoai lang với lại sữa gất. Nhưng mà ăn sáng là salad thì là mình không mê lắm. Buổi sáng thì ăn sáng mình chỉ khoai uống cà phê và lại ăn bánh croissant hoặc là pao chocola thôi. Còn những cái đồ ăn nóng là một tô súp nữa, hoặc là ăn một miếng oblate, obla, coi như là xong bữa ăn sáng. Thì bữa ăn sáng ở trong cái khu vực khách sạn này đó, thì mình thấy họ trang trí phòng ốc ăn uống khá là rộng rãi. Đây mình quay cho mọi người xem, ở đây ghế họ ngồi rất là thoải mái luôn đó. Sáng nay thì vợ chồng mình đến dậy sớm xuống ăn, rồi sau đó là sẽ đi chơi. Và vì mình ở đây có 3 đến 4 ngày thôi, rồi sau đó sẽ tiếp tục đi vùng khác. Trước mặt mình đây là cái quầy họ làm súp cho các du khách đây. Còn đây là cái món của mình, ở đây pan chocola và lại croissant không có, nên mình ăn omelette với bánh mì và lại một ít thịt nguội và lại chả lụa. Đây hai cô em gái bây giờ mới xuống đây, hôm qua về mệt quá, ngủ đến giờ 8 giờ sáng mới xuống ăn. Sáng nay dậy tương đối hơi trễ một chút, thì mình với vợ chồng với hai cô em gái lên đi ăn sáng. Là bữa sáng ở trên khách sạn Agnes này mình thấy khá ngon. Chương trình của mình đi ở chơi ở Nha Trang đó, thì Nha Trang mình đi chơi đã được nhiều lần rồi, thắng cảnh mình cũng quay cũng quá nhiều rồi. Ngày hôm nay là có thể là mình đi lang thang dạo quanh thành phố Nha Trang, trở lại những cái chỗ mình đã từng đi. Nhưng mà có cái là mình đi dạo bãi biển, đi chơi bãi biển là chính. Mấy lần trước mình đi chơi mình không có đi biển, thường thường mình đi xe rồi đến những cái địa điểm tham quan, còn đi dạo biển thì mình đi rất là ít. Chính vì vậy hôm nay vợ chồng mình quyết định sẽ đi chơi ở vùng biển của Nha Trang. Nhưng mà hiện tại bây giờ là chưa có liên lạc với bạn bè, tại vì có hẹn mấy người bạn đã đi chơi chung, nhưng mà ăn sáng xong thì mình sẽ liên lạc với họ, sau đó mình sẽ đi chơi. Vậy mong mọi người sẽ tiếp tục theo chân Trường Lâm Nguyễn để tham quan bãi biển Nha Trang nha. Đây, hai cô em gái, một cô thì từ Las Vegas, một cô thì ở bên Singapore, trở về Việt Nam đi chơi cái chung cái chuyến Nha Trang. Đây là bữa ăn sáng đầu tiên của tất cả mọi người khi ghé thăm Nha Trang ở khách sạn Agnes. Chút mình ăn. Giờ nào ông đang ngủ quá. Chuyến đi Nha Trang lần này thì mình thấy người Trung Quốc họ qua bên Nha Trang rất là nhiều nha. Cái hotel mình ở mình thấy toàn là đa số là người Trung Quốc, người Việt rất là ít, rất là ồn ào luôn. Đây là hai chiếc xe ca vừa mới đổ xuống
đưa lên một cái toán người Trung Quốc rất là đông. Hôm nay là ngày thứ hai mình ở bên Nha Trang, trời rất là xấu nhưng mà không có mưa, hy vọng là ngày hôm nay không mưa để mọi người còn đi chơi được. Khi đến Nha Trang thì mình thấy có xe điện taxi xanh của VinFast, họ có chạy ở Nha Trang nha. Tại công ty VinFast taxi xanh của hãng đang cạnh tranh với lại Grab, bây giờ đang làm cái promotion về chuyến đi không đồng và chuyến đi 2.000 của công ty taxi xanh VinFast. Trước mặt mình đây là cái hotel Citadine. Thì giờ mình vô trong khách sạn Citadine, mình tham quan, mình coi, tại vì trong tương lai mình ở cái hotel này. Hiện tại bây giờ khu vực sảnh của hotel Citadine ở đây họ mình thấy rất là vắng nha. Nhưng mà ở đây cảnh quan họ nếu mà lên đèn chắc có lẽ rất là đẹp. Mình quay toàn diện cái sảnh của khách sạn Citadine cho con gái mình nó xem. Bởi vì tháng 7 24 thì con gái với lại gia đình nhà mình mấy đứa con sẽ lên đây lưu trú trong những ngày ở bên Nha Trang một tuần lễ. Ở bên đây thì mình thấy có một cái khu vực nhỏ, họ làm cái quầy bán những cái thức ăn, thức uống và những cái món hàng cần thiết trong cuộc sống đây. Và bên đây là cái khu vực để cho khách ngồi nói chuyện với bạn bè. Đây mình quay toàn diện cái sảnh của khách sạn Citadine ở phía bên ngoài. Bà xã mình muốn vô đây hỏi xem phòng ốc ở đây như thế nào mà mướn 3 phòng. Đây mình hiện tại mình đang hỏi về vấn đề phòng ốc ở đây như thế nào. Bao nhiêu em? 96 m2. Ở đây 2 phòng ngủ 96 m2. Giá bao nhiêu tiền một ngày vậy? Dạ. Hiện tại tụi con có giá thời điểm hiện tại thôi. Còn tháng 7 thì con chưa biết, hay để con báo giá ở hiện tại cho cô nha. Hai phòng ngủ. Dạ, còn penthouse. Dạ, penthouse là tụi con không có nó. Không mướn. Dạ. Mướn lâu dài. À, cho mướn lâu dài. Mà nghe nói là penthouse ở đây tới 300 mấy chục mét. Dạ. Ở này thì 100 mét, gần 100 mét không? Dạ. Cái hai phòng ngủ thì gần 100 mét. Dạ, 96. 96 mét. Phòng hai phòng ngủ nha, dạ. 96 mét, còn penthouse là 320 mấy mét. Cháu nha. Dạ. Ba phòng. À, ok, hay cảm ơn dạ. Cô nha. Đấy, sau khi bà xã với mình đi tham quan xem cái hotel Citadine ở Nha Trang, mình thấy rất là ok. Nhưng mà phòng ốc mình chưa có lên thôi. Nhưng mà cái chuyến đi lần này ở đây mình cũng thấy rất là nhiều người Hoa nha, người Trung Quốc rất là đông. Ra đến khu vực bờ biển của đường Trần Phú thì mình thấy cảnh ở đây rất là đẹp. Mà mình có hẹn với người bạn ở trên hội chợ Hoa. Nhưng mà mình đi đến đây một chút xíu, mình quay phim ảnh cho mọi người xem, sau đó mình sẽ đi. Mình thích nhất là cái bãi biển ở Nha Trang trên cái đường Trần Phú này. Rất là tuyệt vời, rất là đẹp luôn. Ở đây mình thấy du khách buổi sáng đến đây ngồi những cái cửa tiệm cà phê cũng khá là đông.
Hôm nay mình thấy biển sóng rất là lớn nha. Khí hậu rất là mát mẻ, nhưng mà không có nắng. Trời hôm nay là xám xịt và những cái đợt sóng rất là lớn. Đó, nhưng mọi người xem là xa xa những cái đợt sóng rất là to. Khung cảnh bãi biển Trần Phú rất là đẹp. Mình rất thích cái bãi biển này. Cái lần nào mình về Nha Trang mình cũng đi dạo trên cái bãi biển này vào buổi sáng. Hôm nay có chơi lần sau. Đây, người ngoại quốc sáng sáng là họ chạy tập thể dục. Bây giờ là 10:10 sáng. Mình thấy khí hậu ở Nha Trang hôm nay trời không có nắng, hơi xấu, nhưng mà gió rất là mát. Chỉ cần nhìn cái hàng dừa xanh họ trồng ở bên bãi biển song song với đường Trần Phú, mình thấy có cái cảm giác là nghỉ dưỡng ở cái khu vực thành phố Nha Trang này không có gì để mà chê hết. Thì sáng nay hai vợ chồng mình đi lang thang dạo ở trên bãi biển Trần Phú, đi bộ lên về hướng tháp Trầm Hương, rồi sau đó mình có thể là mình đi xích lô, mình lên trên xích lô đạp đó, mình đi lên trên cái khu vực chợ hoa ở Nha Trang để xem cái chợ hoa họ triển lãm hoa Tết ở Nha Trang như thế nào. Nghe cái người bạn ở Nha Trang họ nói rất là đẹp, nên họ người bạn đó có cái nhã ý mời mình lên đó chơi, chụp ảnh, rồi sau đó có thể là đi ăn uống chung. Rất là tuyệt vời luôn nha. Trên cái đường mình đi song song dọc theo cái bờ biển với đường Trần Phú, ở đây mình thấy một cái xe ba gác điện, ba gác đi bằng Honda, họ giao dừa cho những cái hàng quán ở bên đây cũng rất là ngộ nha, rất nhiều dừa. Phía xa xa trước mặt này đó là Vanpearl. Ồ, sóng hôm nay rất là lớn nha. Làm như có cảm giác là biển động vậy á. Đấy, mình quay cho các bạn xem. Mặc dù biển hơi động một chút, nhưng mà mình thấy dân địa phương với du khách cũng vẫn đến đây tắm như thường. Trời rất là gió, nhưng mà nhờ có gió thì mình nhìn ở bên trên cao á, trời mây nó cũng từ từ nó sẽ thưa dần, bầu trời xanh nó lộ diện ra bên ngoài, nên mình có cái cảm giác là từ giờ đến trưa thì hy vọng là sẽ có nắng trở lại. Và trước mặt mình đây là cái tháp Trầm Hương. Đây là cái tháp họ xây rất là đẹp. Đây là một cái biểu tượng của thành phố Nha Trang. Trời hôm nay không có nắng, gió nhiều, đi dạo ở bờ biển rất là thú vị. Trời rất là mát, khí hậu rất là tuyệt vời luôn. Phải nói cái chuyến đi Nha Trang lần này của mình hy vọng rằng là tất cả là tốt đẹp. Đây, trời càng ngày mây tan đi thì bầu trời xanh sẽ xuất hiện ra. Nha Trang trước 75 mình đã từng đến đây rồi. Trước đây thì khu vực bãi này rất là hoang sơ, chỉ trồng ít dừa thôi, sau này rất là nhiều. Trước mặt mình đây là cái quảng trường 2 tháng 4 ở khu vực gần tháp Trầm Hương. Quảng trường 2 tháng 4 nha. Đối diện bên quảng trường tháp Trầm Hương có cái chữ chào, kính chào quý khách. Đó là khu vực chợ đêm của Nha Trang. Trước mặt mình đây là cái tháp Trầm Hương. Welcome to Nha Trang. Đây là cái biểu tượng chính của thành phố Nha Trang đó nha mọi người.
Như dự định mình nói là thì bây giờ mình thấy có mặt trời xuất hiện rồi. Bây giờ là khoảng 11 giờ. Trời bắt đầu có nắng rồi. Hiện tại chỗ mình đứng đây là cái quảng trường 2 tháng 4. Thì nhân tiện đây mình quay cho mọi người xem cái tháp Trầm Hương và những cái quang cảnh ở chung quanh tháp Trầm Hương cho mọi người xem. Trước mặt mình đây là cái tour panorama. Đến khu vực này mình thấy cái tòa nhà này Coffee House. Bề ngang rất là nhỏ nhưng mà xây rất là cao. Bây giờ trời nắng lên rất là gắt rồi nha, bắt đầu thấy là nóng, đi bộ chảy mồ hôi rồi. Đây là cái công viên trước mặt mình có cái bảng hiệu là Nha Trang Khánh Hòa, chúc mừng năm mới. Đây bà xã mình đang làm người mẫu cho mình để mình quay phim. Đây. Hôm nay là hai vợ chồng mình đi tham quan Nha Trang, bãi biển Trần Phú, rất là vui luôn. Nha Trang thì vợ chồng mình đi rất là nhiều lần rồi. Nhưng mà ít khi nào mà có cái dịp mà hai vợ chồng mình không mà đi lang thang ở trên cái bãi biển dọc theo cái đường Trần Phú này. Thì cái chuyến này coi như là một chuyến là kỷ niệm rất là đẹp của hai vợ chồng mình đây. Vào cái buổi sáng mà trời không nắng, khí hậu rất là mát mẻ, cộng thêm gió biển nữa, mà đi dạo trên cái bãi biển Trần Phú này phải nói là trên cả tuyệt vời luôn đó. Biển thì đang động, sóng mọi người thấy không đó, sóng bạc, trắng luôn. Trên bãi biển cái khu vực mình đi chỉ có một số ít khách bản xứ hoặc là du lịch gì đó họ đến đây họ tắm. Chứ còn mình thì mình đi mình thấy gió, họ treo cờ đỏ gió rất là lộng. Nhưng mà phải nói là mát lắm, không có nóng nha. Bởi vì nhờ gió biển, mọi người xem đó là cái dấu hiệu biển động đó, là cái gió họ cấm mọi người tắm. Đến cái khu vực này, ở đây mình thấy có cái làng Sen Spa. Ở đây họ làm massage body với lại chân luôn. Cái khu vực phía dưới thì vợ chồng mình đi đó, đây là khu vực bên trên. Phía dưới thì mình thấy rất là nhiều cửa tiệm họ làm massage body, rồi massage chân rất là nhiều. Đây là cái khu vực công viên bốn mùa. Mà trước đây mình đã từng uống cà phê cách đây cũng phải khoảng chừng năm 94-95. Cả mấy lần sau này khi mà mình ghé vào đây mình không có ghé vào cà phê bốn mùa nữa. Thì hôm nay 2024 mình trở về lại Nha Trang với cái khung cảnh cà phê bốn mùa họ trang trí vào Tết Giáp Thìn 2024. Mình thấy cũng rất là dễ thương. Xa xa kia mình thấy những cái chậu cúc vàng, rồi những cái cây hoa anh đào với cái dàn đèn treo rất là tuyệt vời luôn, rất là đẹp, rất là lôi cuốn khách du lịch đến đây.
Đây, khu vực quán cà phê bốn mùa. Trước đây là gọi cà phê bốn mùa, chứ ở đây gọi là park bốn mùa nghe, công viên bốn mùa. Đó, đây họ bày bàn ghế, nhà hàng, thức ăn, thức uống, ai thích đến đây mà ngồi nghỉ chân, uống cà phê thì nên đến đây, bởi vì ở đây họ trang trí rất là dễ thương, gió rất là mát. Ở đây mình thấy có mấy cô bé mặc áo màu hồng rất là dễ thương nha. Muốn thấy được những cái cảnh đẹp như thế này đó thì có lẽ là ở Nha Trang. Ai có cái dịp mà đi Nha Trang vào những cái dịp Tết nhất, họ trang bày hoa, trang trí đủ mọi nơi, có lẽ nhìn rất là đẹp. Cảnh biển ở Nha Trang trên đường Trần Phú, bên dãy phố đi bộ mình thấy rất là đẹp. Mình rất thích Nha Trang là ở những cái điểm chính là ở đây đây. Mình vừa đi dạo phố trên đường Trần Phú thì mình quay những cái hình ảnh vào tháng giêng 2024 cho các bạn xem cái sinh hoạt ở bãi biển Nha Trang và trên cái đường Trần Phú như thế nào. Bà xã mình đi bộ rất là giỏi nha, mình đi không lại bà luôn á. Một ngày bà đi 5-6 cây số, 7 cây số là cái chuyện bình thường, nhưng mình thì mình nhiều lúc cũng lười, rất là lười đi. Nhưng mà hôm nay ở trên bãi biển Trần Phú này mình đi bộ đi dạo với cái khí hậu rất là tốt, chứ không phải như ở bên Pháp mình trời rất là lạnh. Hiện tại bên đó cũng là khoảng chừng 7-8 độ. Còn bên đây thì mình bữa trưa giờ này thì khoảng 20 mấy độ thôi. Nhờ có gió biển ở trên bãi biển Trần Phú nên mình thấy rất là mát. Trước mặt mình đây là Hotel The Costa. Con gái mình nó coi ở trên booking thì thấy rất là đẹp. Nhưng mà ở trước mặt tiền mình thấy rất là ok rồi, nhưng mà ở bên trong thì mình chưa có đi vào. Rửa tay đi. Bà xã mình cũng muốn vô trong cái Hotel Costa để hỏi xem phòng ốc với lại giá cả như thế nào để cho con gái. Trước mặt mình đây họ ghi là Costa Seafood, chắc là khu vực nhà hàng. Bây giờ hai vợ chồng mình sẽ đi vô khu vực của Hotel Costa. Bây giờ trời rất là nắng nhưng mà không có nóng lắm. Đây là khu vực restaurant cà phê dessert của quán cà phê Hu Nam. Bà xã mình vô đây hỏi thăm cái thủ tục như thế nào của The Costa. Ê, cảm ơn em nha. Đây là khu vực residence của Costa. Bên nào là bên đặt phòng? Còn đặt phòng là bên sales manager của tụi em á. Anh chị có thể mở phone đến này. Coi như là ít nhất là một phòng ngủ, còn nhiều nhất là 4 phòng ngủ. Ok thôi, cảm ơn em nhiều nha. Hồi nãy mình đi vào The Costa, mình cứ tưởng đó là cái hotel, mà thực sự đó là cái chung cư cho mướn phòng. Thì nhỏ nhất là cái một phòng ngủ và nhiều nhất là 4 phòng ngủ. Nhưng mà giá cả đây cái cô này cô không có dành, cô phải nói mình gọi cô qua cái dịch vụ về chăm sóc khách hàng và cho mướn. Bây giờ nắng cũng khá là nóng, mình phải đội nón, chứ mấy hôm trước mình không có đội nón. Hôm nay bây giờ là khoảng gần 12 giờ trưa rồi. Mặt trời lên, mây tan, đâm ra ở đây lúc đầu sáng mình thấy rất là mát nha. Bây giờ thì bắt đầu trời nắng lên, mình thấy đi bộ thì bắt đầu người bắt đầu thấy toát mồ hôi, có cái cảm giác là vẫn mát mẻ như thường vì nhờ có gió biển. Chính vì vậy mình tiếp tục mình đi tới cái khu vực
về hội chợ Hoa Xuân. Thì khu vực mình nghe mấy người ở địa phương đây họ mình hỏi họ chỉ cho mình đường đi lên trên đó, thì từ đây lên đó cũng không xa lắm. Hai vợ chồng vừa đi bộ vừa quay phim chụp ảnh để làm kỷ niệm và cũng quay video cho các bạn xem cuộc sống sinh hoạt ở trên con phố Trần Phú tại Nha Trang như thế nào. Mời các bạn tiếp tục theo chân vợ chồng mình đi chơi dạo bộ ở trên đường Trần Phú. Khoảng 15 phút mình đi bộ từ bãi biển Trần Phú, con đường Trần Phú đúng hơn, thì mình đến cái ngã 6 này thì vô tình mình ở đây mình thấy họ trưng bày, họ bán cái loại cây hoa để vui xuân. Trước mặt mình đây là những cái loại cây tắc hay cây cốt rất là đẹp. Còn về nói đào thì rất là đẹp nha. Đào đây có loại cành nhỏ, cây nhỏ mang về trưng Tết rất là vui, rất là đẹp mắt. Đào này sắc đỏ, còn hứa bên đây đào sắc hồng. Còn bên đây thì họ bán đèn trang trí với những cái bông giấy, bông hoa. Đây là cửa tiệm Hà Huy, ở đây họ giống như viết những chữ thư pháp. Đây họ trồng những cái loại cây hoa giấy đây, đủ màu sắc hết, từ vàng, hồng đậm, hồng nhạt, hồng phấn, với những cái cây mai vàng. Ở đây họ bán đèn lồng rất là nhiều nghe, rất là rực rỡ, nhìn khá đẹp. Nhưng mà ở đây những cái cô gái mặc áo dài khi mà đến đây chụp hình phải trả tiền đó, 10.000 đồng một người, cái chuyện này hơi phi lý nha. Đứng đây gió lồng lộng luôn, rất là mát luôn nữa. Khu vực này thì mình thấy họ trưng tranh ảnh rất là nhiều, với lại những cái pho tượng được khắc bằng gỗ. Đây những cái pho tượng, những cái bình hoa họ bằng gỗ nha, họ điêu khắc rất là đẹp nha, rất là tỉ mỉ. Đây. Ở đây có chú gà trống rất là tuyệt vời luôn. Ở đây có cái thân cây họ khắc hình ông thọ thì phải, rất là đẹp nha. Đây cái gốc cây rất là đặc biệt luôn. Người Việt Nam mình rất là khéo tay tỉ mỉ khắc những cái hình tượng, phải nói là trên cả tuyệt vời. Bên đây là những cái loại cây kiểng. Sau khi đi tham quan khu vực bán hoa với lại decor cho những ngày Tết, thì mình đến cái Vancom Plaza mà lần trước mình đã từng uống cà phê ở Highland Coffee đây. Bây giờ mời các bạn tiếp tục theo chân mình đi đến về hướng Vancom Plaza, mà mình không đi về đường bãi biển Trần Phú nữa. Mình sẽ đến ngã tư, mình rẽ phải để mình đi vô đường bên trong, mình xem như thế nào nha. Sáng nay phải nói là rất là vui và rất là hạnh phúc khi hai vợ chồng mình dành nguyên một buổi sáng đi dạo phố biển đường Trần Phú, làm một tour từ hotel của mình. Rốt cuộc mình sẽ trở lại cái đường Hùng Vương, là phía đầu đường Hùng Vương ở đây, sau khi đã tham quan khu vực ngã 6 nơi buôn bán về hoa, về những cái đồ gỗ họ điêu khắc rất là tỉ mỉ, rất là đẹp.
Thì bây giờ hiện tại bây giờ mình đã trở về lại cái con đường Hùng Vương đây. Thì mình đi thẳng đến con đường này là mình sẽ về khách sạn, coi như là chấm dứt cái một buổi sáng ngày thứ hai mình ở Nha Trang. Bây giờ video tương đối cũng khá dài rồi, mình cũng xin tạm dừng cái clip video ở đây và hẹn các bạn ở những video tiếp theo. Trước khi dứt lời thì mình cũng xin mến chúc các bạn có một ngày thật tuyệt vời, nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe. Hẹn các bạn ở những video tiếp theo. Hey, cảm ơn em. Phòng mình là phòng 26. Ở đây có 27 tầng, mình ở tầng 26, tầng cao nhất, tầng 27 là cái tầng của hồ bơi vô cực. Vừa bước ra khỏi cửa thang máy thì gió lạnh rất là mát luôn. Bởi vì khách sạn Agnes này họ để máy lạnh ở trong cái khu vực hành lang luôn nha. Sau khi sáng thức dậy, đi ăn sáng, xong xuôi rồi mình đi chơi ở dạo phố ở ngoài bãi biển Trần Phú. Thì khi trở về phòng khách sạn Agnes thì tất cả mọi việc ở đây nhân viên họ làm sạch, họ gấp giường nệm ra gối đàng hoàng cho vợ chồng mình, rất là tuyệt vời. Đây là cái view nhìn hướng biển đây. Vì thấy cảnh đẹp, cái hotel sạch sẽ nên mình lại quay thêm một chút ít những cái hình ảnh khi mà mình lúc đầu mình vào mình có quay rồi, nhưng mà đôi khi mình sợ là mình không quay rõ ràng cho mọi người xem để mọi người có cái cảm nhận cái khách sạn Agnes này như thế nào. Nếu mà có cái dịp nào đó thì các bạn mà ghé ở Nha Trang cũng nên tìm kiếm khách sạn Agnes này, không có mắc, ở rất là tốt luôn, rất là tuyệt vời luôn. Đó là mình quay cho mọi người xem đó. Khi đến với khách sạn Agnes này, các bạn khỏi cần phải lo cái gì cả hết. Ở đây có tất cả những đầy đủ dụng cụ dành cho một khách sạn khá tốt. Phải nói rất tốt chứ không phải là khá tốt nữa. Rất là tuyệt vời luôn. Nên các bạn nên thử một lần cho biết. Tối hôm nay vợ chồng mình lại đi ăn cơm ở Galangal. Đây mình lựa chọn cái món mâm cơm đoàn viên. Cái này cho hai người ăn phải không anh? Dạ đúng ạ. Cho chị vậy. Dạ. Nhà hàng Galangal chỗ ngồi rất là thoải mái. Họ có cả phòng lạnh ở trên lầu luôn. Đây là cái mâm cơm đoàn viên đây. Họ mới vừa mới mang ra. Đây là cái món thịt kho trứng. Rồi món dưa chua, nước mắm. Đây là rau muống với lại canh chua cá. Và cơm, còn thiếu một món nữa. Đây là cá bung lau kho. Mâm cơm đoàn viên. Tối nay sau khi ăn bữa cơm đoàn viên ở bên Galanga là tiếp tục hai vợ chồng mình đi qua coi xem trái cây. Đây, trái cây ở Nha Trang mình thấy rất tuyệt vời nha. Đây, kế bên tiệm bán trái cây là họ bán những cái ví da bằng da cá sấu. Ở trên đây họ trưng cá sấu luôn nha, nguyên con. Da đã thuộc rồi, từ thắt lưng cho đến giày da. Đây cửa tiệm trái cây và nông sản sạch.
Ở đây mình thấy có cái bảng nó ghi một cụm khách sạn ở xóm 4 Trần Phú, tức là ở trong cái hẻm này, hẻm xóm 4 trong đây chắc ít nhất cũng có vài cái khách sạn ở trong đây. À, rất là lớn nha, mình thấy có Azura Group. Đây trước mặt mình đây là cái tiệm bán hải sản Bình Dân, Thủy 66, phục vụ tận tình. À, cái nhà hàng này mình thấy họ bán đồ hải sản rất là good nha, nhìn rất là tuyệt vời luôn nè. Cá với tôm hùm, cá nào cá nấy rất là bự nha, tôm rất là to. Đây là quán hải sản Thùy Bình Dân, thực cách mình thấy tương đối cũng khá nhiều. Đây là đường Trần Phú về đêm. Buổi tối mình thấy công viên ở dọc bên đường Trần Phú và bãi biển. Mình thấy họ lên đèn, nhìn cái hình ảnh ở đây mình thấy rất là đẹp. Đối diện bên kia là cái quán Thủy 66, có quán hải sản Bình Dân đó, mình vừa mới quay cho các bạn xem. Sau khi đi dạo ở ăn uống rồi đi dạo ở phố Trần Phú thì bây giờ tối nay là mình hẹn với người bạn đi lên trên chợ đêm. Và trước mặt mình á, đây là cái đường Hùng Vương. Hôm nay là tối nay mình thấy ở đây rất là đông. Đây mình hẹn với cô bạn nằm ở trên Highland Coffee đây. Tối hôm nay còn đông hơn cả tối hôm qua nữa. Hôm nay là tối chủ nhật. Trong lúc chờ đợi người bạn của mình thì mình đến để mình xem có cái chè hạt đác với lại cái đây mình quay cho các bạn xem ở đây những cái menu nó đủ loại hết. Là cái ly chè đặc biệt của mình có đủ loại, bên trong đó có hạt đác nữa, giống như là dừa nước vậy á. Còn bên bà xã mình thì ăn chè đặc biệt với đậu, có nhiều loại đậu khác nhau. Đây là cái cửa tiệm bán chè mà mấy năm về trước mỗi một lần mình ghé đến Nha Trang chợ đêm thì mình ăn ở đây. Mà lần này cũng không ngoại lệ nha, đều ghé ăn ở đây hết. Cái món chè đặc biệt này càng khuấy lên mình thấy đủ loại bên trong hết này. À, mình quay cho mọi người xem rõ ràng rồi nha. Tối nay mình thấy du khách ở đây đa số là người Hoa chiếm rất là nhiều nghe, đông lắm. Còn ngoại quốc thì mình thấy lác đác thôi. Mà ngoại quốc ở đây đa số là người nó Hàn đâu mà Hàn, nó xí xa xí sồ nãy giờ đó. Đây, hôm nay là hẹn vợ chồng anh Dần với Ý ở tiệm chè ăn chè hạt đác. Mà rốt cuộc khổ quá, hôm nay là hai ông bà này kiêng cữ tùm lum hết, không có ăn được. Đây, sau khi đi ăn chè hạt đác thì bây giờ mình với bà xã với vợ chồng người bạn đi một vòng cho tiêu bụng cơm. Hôm nay ăn quá no đi.
Thôi mình đi anh dần. Đây, cái tiệm cà phê Highland này nằm sát cái bên hotel mình mướn. Hiện tại bây giờ mình đang ở trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Bây giờ là khoảng 9 giờ rưỡi tối. Sau khi mình ngồi uống nước, ăn chè hạt lác thì mình đi ra bãi biển đường Trần Phú. Thì đi ngang qua cái đường này là đường Nguyễn Thị Minh Khai. Mình quay cho mọi người xem. Ở cái khu vực này có rất là nhiều cửa tiệm, những cái siêu thị nhỏ. Đây, thôi mời mọi người qua đường nhá. Trước mặt mình đây là cái tháp trầm hương về đêm. Hiện tại bây giờ mình đang đứng ở đầu đường Nguyễn Thị Minh Khai với lại đường Trần Phú. Tối hôm nay trời rất là mát. Hôm qua thì trời tương đối hơi lạnh lạnh một chút. Trước mặt mình đây là quảng trường 2 tháng 4. Phía xa xa bên kia là Vampire. Mà có một cái tàu á, mà nghe người bạn mình ở bên Nha Trang nói đó là cái tàu du thuyền. Nhưng mà theo mình thấy thì cái du thuyền này, chắc nếu mà là du thuyền thì nó nhỏ quá. Nhìn mình thấy không cái ống khói của họ đó, ống khói của cái du thuyền ở đâu hết. Bây giờ có thể mình tiến tới gần gần để mình kéo gần lại mình coi có phải là du thuyền hay không. Biển đêm ở Nha Trang hôm nay gió tương đối cũng khá mạnh nên tạo ra những cái đợt sóng. Ở cái khu vực này nguyên ngày hôm nay bị cấm bơi nha, không được quyền bơi ở khu vực này. Xa xa ở bên kia đảo là đảo Venta. Video bây giờ tương đối cũng khá dài rồi, mình xin tạm dừng cái clip video này ở đây. Và không quên mến chúc các bạn có một buổi tối thật nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe. Tối nay ngủ sẽ thật ngon, nhiều mộng đẹp. Rồi sau đó ngày mai thức giấc tràn đầy năng lượng. Hẹn các bạn ở những video tiếp theo nha. Chúc mọi người ngủ thật ngon.